Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ năm, 19 tháng 3 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Mặt trận Tổ quốc Vĩnh Long thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động ngày vì người nghèo. Phóng sự, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, cơ hội vươn xa. Tin trong nước, chương trình giao lưu của các đại sứ giờ trái đất 2015. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chính thức công nhận 3 giống bắp biến đổi gen. Đồng bằng sông Cửu Long cảnh báo việc thương lái thu gom lá mãng cầu xiêm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng cuộc vận động ngày vì người nghèo, Ban vận động ngày vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long đã đề ra nhiều giải pháp nhằm huy động hiệu quả các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Ban vận động đã phân công 30 thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp tham gia 13 nhóm vận động. Các thành viên này sẽ trực tiếp vận động các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, các tổ chức tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban thường trực Ban vận động ngày vì người nghèo tỉnh cũng đã phân công 7 cá nhân lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng vận động đoàn viên, hội viên tích cực đóng góp vào quỹ vì người nghèo và thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Thông qua cuộc vận động, Ban vận động ngày vì người nghèo tỉnh phấn đấu tiếp nhận được 20 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo, trong đó cấp tỉnh đạt 11 tỷ đồng, riêng các chương trình an sinh xã hội của tỉnh trong năm 2015 đạt 130 tỷ đồng. Cùng với việc thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp theo chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Bình Tân cũng đã phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này trong toàn đảng bộ. Nội dung chính của đợt thi đua là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Phong trào được phát động trong toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, tạo không khí sôi nổi trên các lĩnh vực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Đến nay, huyện Bình Tân đã tổ chức xong việc lấy ý kiến đóng góp các đồng chí huyện ủy viên, cán bộ chủ chốt cho dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ huyện lần thứ 11. Tiểu ban văn kiện đang tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa chi tiết và tổng thể báo cáo chính trị sẽ thông qua ban chấp hành đảng bộ huyện đóng góp. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về đại hội cũng được triển khai thông qua nhiều kênh, hình thức khác nhau. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo bộ luật dân sự. Nội dung lấy ý kiến về dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi bao gồm nhiều vấn đề cụ thể như quy định về quyền sở hữu và các vật quyền khác, nghĩa vụ hợp đồng, thừa kế, pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành. Để việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi đạt kết quả, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hội nghị cán bộ thực hiện tốt quyền dân chủ để cán bộ đảng viên nhân dân tham gia ý kiến xây dựng luật dân sự sửa đổi. Sau triển khai, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các ngành tổ chức tốt việc tuyên truyền triển khai sâu rộng trong nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân phát huy quyền dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng luật dân sự sửa đổi hiệu quả, đúng thời gian và kế hoạch. Sau hơn 5 tháng thực hiện thông tư 30 của Bộ Giáo dục Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học, hôm qua, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tam Bình tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện trên địa bàn huyện. Tại hội thảo, đa số các đơn vị trường học và giáo viên đều cho rằng việc đánh giá bằng nhận xét đã góp phần giúp học sinh không phải chịu áp lực, nhất là đối với học sinh yếu kém, mà còn tạo động lực để các em phấn đấu vươn lên trong quá trình học tập. Việc nhận xét đánh giá cũng sẽ không gây áp lực cho cả phụ huynh và giáo viên, đồng thời giúp giáo viên gần gũi hơn với học sinh. Tuy nhiên, với việc dùng lời nhận xét thay cho điểm số để đánh giá học sinh, cho nên nhiều giáo viên lúng túng khi lựa chọn câu từ, lời lẽ để đánh giá chính xác và phù hợp với học lực từng em. Việc bình xét khen thưởng cũng chưa sát thực tế. Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện tốt hơn thông tư này trong thời gian tới, như cần tinh giản các thủ tục hành chính rườm rà, đặc biệt cần có công văn hướng dẫn cụ thể đối với việc tổ chức thi học kỳ 2 và hình thức bình xét khen thưởng cuối năm để thống nhất thực hiện đồng bộ. Hôm qua, Công an huyện Mang Thít tổ chức đánh giá kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phong trào này, trong năm qua, các địa phương trong huyện đã tập trung công tác tuyên truyền, củng cố, nâng chất lượng hoạt động của hội đồng, ban bảo vệ trật tự an toàn xã hội, đội dân phòng, tổ nhân dân tự quản.
Các lực lượng nòng cốt ở cơ sở đã tham gia tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Đáng chú ý là các địa phương đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân, đóng góp những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Ngoài ra, huyện còn triển khai nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư, trường học qua hình thức xây dựng các câu lạc bộ, cổng an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng tháng thanh niên năm 2015, hôm qua Tuổi Trẻ Công an Vĩnh Long tổ chức về nguồn tại xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình. Tại bia truyền thống Công an tỉnh thuộc ấp Danh Tấm, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, các đoàn viên, đảng viên trẻ đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Công an Vĩnh Long qua các thời kỳ, tham quan tìm hiểu truyền thống và tổ chức chỉnh trang dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực bia. Cùng ngày, đoàn viên, đảng viên trẻ các đơn vị đã giúp các hộ dân nơi đây xây dựng 20 hố rác tự hủy và tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 6 gia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn. Kinh phí do đoàn viên, đảng viên trẻ các chi đoàn tự nguyện đóng góp. Đây là dịp để các đoàn viên, đảng viên trẻ tìm hiểu thêm về truyền thống lịch sử công an tỉnh nhà, qua đó góp phần nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển. Thông qua các hoạt động còn nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của Tuổi Trẻ Công an tỉnh trong thực hiện phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua 18 tháng 3, Đoàn Kiểm tra Liên ngành thị xã Bình Minh tổ chức đợt thanh kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ tại tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 với chủ đề Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội. Nội dung kiểm tra chủ yếu là tình hình lao động, tiền lương, tiền công, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động, công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra dụng cụ bảo hộ lao động tại nơi làm việc, hệ thống điện, thiết bị máy móc nhà xưởng, công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó, nhằm kịp thời phát hiện những sai phạm thiếu sót, nhất là những nguy cơ gây cháy nổ, tai nạn lao động, để có biện pháp xử lý, khắc phục, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động và tài sản công dân. Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long cho biết, đơn vị này vừa tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai đề tài xây dựng quy trình và mô hình quản lý thâm canh tổng hợp sâu đục củ khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long. Đề tài do Tiến sĩ Lê Văn Giang, Trường Đại học Cần Thơ và Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Chi cục Bảo vệ thực vật Vĩnh Long đồng chủ nhiệm. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra thì mô hình được thực hiện thành công trên 90%. Kết quả bước đầu triển khai mô hình nghiên cứu đã có biện pháp giải quyết những bức xúc của bà con nông dân, không còn lo ngại đối với loài côn trùng gây hại này trên ruộng khoai. Đến nay, nhóm thực hiện đề tài đã tổ chức điều tra, khảo sát và đã xác định được loại côn trùng gây hại đục củ khoai lang và đưa ra các quy trình quản lý thâm canh tổng hợp phòng trừ sâu đục củ khoai lang ở Vĩnh Long. Giải pháp phòng trừ sâu đục củ khoai lang hiện nay là giải pháp công nghệ sinh thái được áp dụng theo hệ thống kéo và đẩy nhằm quản lý đồng thời sự gây hại của sâu đục củ và sùng khoai lang. Trong đó, giải pháp trồng xả bên trong diện tích canh tác của mô hình để làm nhân tố đẩy, xua đuổi sâu đục củ, sâu đục dây và sùng khoai lang. Đặt 7 pheromone với một số 127 một hecta. Xung quanh chu vi của mô hình ở thời điểm 20 ngày sau khi đặt hom, xử lý nông dược khi thật cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào thi đua lao động sản xuất, ở mỗi địa phương đều có những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, uy tín, được người tiêu dùng tin cậy. Khoai lang Thành Đông, huyện Bình Tân là sản phẩm như thế. Đây chính là một trong 4 sản phẩm nông nghiệp của Vĩnh Long và là một trong 155 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của cả nước vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh tại Hà Nội. Đại diện cho nông dân xã Thành Đông, huyện Bình Tân mang sản phẩm khoai lang do chính mình sản xuất để giới thiệu với các địa phương và doanh nghiệp tại Hà Nội. Ông Ngô Văn Tua, chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thành Đông cho rằng đó là cơ hội để mở rộng thị trường tiêu thụ khoai lang trong thời gian tới. Gắn bó với nghề nông mấy chục năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy sung sướng nhất vì những thành quả, những công sức của nông dân trồng khoai lang Thành Đông, Bình Tân đã được công nhận là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của cả nước. Tôi rất tự hào về khoai lang Bình Tân trong những cái sản phẩm mà tiêu biểu được đi ra Hà Nội
để trưng bày cái sản phẩm và giới thiệu sản phẩm cho cái khách khách hàng bên ngoài để có chỗ đối tác để tiêu thụ cái sản phẩm này. Nhiều cái đối tác đến là tham dự rồi khảo sát về cái nông sản mặt hàng chúng ta đã trưng bày. Hướng trong 2015 thì là Phan Lan Bình Tân này nó có thể nhiều đối tác đến để tiêu thụ sản phẩm và tham khảo cái cánh đồng mẫu của Phan Lan chúng ta. Ngoài cái Trung Quốc rồi đó, thì còn Hàn Quốc nè và là Nhật Bản nó vô nó xem làm cái sơ chế tinh bột rồi nó tiêu thụ sản phẩm mình. Cho nên chúng ta hướng tới là chúng ta phải làm cái theo chương trình Global Gap hoặc là gì đó để có cái nông sản chúng ta làm ra là bảo vệ an toàn. Để được bình chọn là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, khoai lang Thành Đông đã áp dụng được các tiêu chí như an toàn, chất lượng, có thương hiệu và được người tiêu dùng tin tưởng thông qua hình thức sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu và áp dụng quy trình Global Gap. Mặt khác, khi sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, người trồng khoai đã thay đổi được tập quán sản xuất cũ, biết cách bảo vệ môi trường cũng như biết bảo vệ sức khỏe cho bản thân và người tiêu dùng. Phát triển diện tích đất trồng khoai lang ở Vĩnh Long thời gian qua nói chung và huyện Bình Tân nói riêng được xem là phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh đưa cây màu xuống ruộng để tăng giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác. Bình quân mỗi năm, Bình Tân trồng khoảng 10.000 hecta khoai lang với sản lượng khoảng 286.000 tấn. Trong đó nổi bật là xã Thành Đông, nông dân đã hình thành vùng chuyên canh khoai lang với diện tích hơn 1.000 hecta, chiếm gần hết diện tích đất nông nghiệp của xã. Mặc dù giá cả có thời điểm chưa thật ổn định, thế nhưng khoai lang vẫn là loại cây trồng chủ lực và hấp dẫn nông dân Bình Tân. Thực tế, nhờ trồng khoai lang mà đời sống của nhiều hộ nông dân khấm khá hơn với thu nhập mỗi năm khoảng 350 triệu đồng một hecta. Đó là về cái sản phẩm chủ lực này thì chúng tôi sẽ tiếp tục để nghiên cứu để hỗ trợ cho nó phát triển. Trước mắt thì bây giờ cái nhãn hiệu thì chúng tôi đã có rồi. Rồi sắp tới đây thì ngoài cái vấn đề khuyến cáo người dân trong cái sản xuất, chuyển đổi cái cơ cấu cái mùa vụ cho nó phù hợp với cái tình hình trong cả năm thì chúng tôi sẽ có cái là đẩy mạnh cái kế hoạch mà thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó là tái cơ cấu về giống, rồi thủy lợi và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cho cái khoai lang. Không chỉ được bình chọn là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu mà năm vừa qua, khoai lang Thành Đông huyện Bình Tân còn được Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là sản phẩm dịch vụ chất lượng vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Điều này càng khẳng định chất lượng và tiềm năng phát triển của khoai lang Bình Tân để ngày càng xứng tầm với vị trí số 1 về diện tích cũng như sản lượng khoai lang ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hôm qua, chương trình giao lưu của các đại sứ dời trái đất 2015 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã diễn ra tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của các đại sứ dời trái đất 2015 trong chuỗi hoạt động giao lưu với sinh viên tại Hà Nội. Hơn 500 sinh viên Đại học Công nghiệp đã cùng với các đại sứ và đại diện Bộ Công Thương, lãnh đạo nhà trường có buổi giao lưu ứng phó với biến đổi khí hậu và các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn sinh viên thể hiện. Cùng với đó, một bức tường thông điệp sắc màu do chính tay các bạn sinh viên thực hiện với nội dung tuyên truyền cộng đồng, hành động tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được các bạn sinh viên thể hiện với nhiều ý nghĩa. Đại học Công nghiệp là điểm dừng chân cuối cùng của các đại sứ dời trái đất 2015 trong chuỗi hoạt động giao lưu với sinh viên tại Hà Nội. Sau Hà Nội, các đại sứ sẽ tiếp tục hành trình vào Đà Nẵng và Cần Thơ. Trên khắp cả nước, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch đã và đang được các nhóm, câu lạc bộ tình nguyện tích cực triển khai. Chiều hôm qua tại Hà Nội, các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gồm Cục Trồng trọt, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã tổ chức họp thông tin rộng rãi về việc ngành nông nghiệp vừa có quyết định đặt cách công nhận 3 giống bắp biến đổi gen. Đây là sự kiện đánh dấu việc cây bắp chuyển gen chính thức được phép đưa vào sản xuất đại trà tại nước ta. Theo đó, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ký quyết định công nhận đặt cách 3 giống bắp biến đổi gen của công ty Syngenta chính thức cho phép thương mại hóa trong thời gian tới. Đây là những giống bắp kháng sâu và kháng thuốc trừ cỏ. Trong năm 2015, đơn vị cung ứng giống sẽ phối hợp với các cơ quan khuyến nông của địa phương để đào tạo tập huấn và hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác các giống bắp chuyển đổi gen trực tiếp ngoài đồng ruộng nhằm phát huy hết tiềm năng của giống, góp phần tăng năng suất, chất lượng và tăng hiệu quả kinh tế.
Cục Trồng trọt cũng khuyến cáo để đạt hiệu quả cao, việc phổ biến những giống chuyển đổi gen này còn tùy thuộc vào từng vùng và từng vụ, bởi không phải vùng sản xuất nào cũng có áp lực về sâu bệnh. Chúng ta sẽ định hướng sử dụng ở những cái vùng, những cái vụ mà có cái áp lực cao về sâu đục thân, đục bắp. Đấy. Trước đây là chúng ta phải sử dụng thuốc trừ sâu để mà phòng trừ cái sâu đục thân và sâu đục bắp này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng giống chuyển gen thì chúng ta không phải sử dụng thuốc trừ sâu nữa, cho nên nó sẽ có hiệu quả tốt. Năm 2014, Việt Nam phải nhập 4,3 triệu tấn bắp phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi. Việc cho phép thương mại hóa giống bắp chuyển đổi gen tiến tới trồng đại trà tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế việc nhập khẩu bắp nguyên liệu hàng năm. Trong thời gian gần đây, ở xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xuất hiện nhiều thương lái tìm thu mua lá mãng cầu xiêm trong dân. Sự việc không chỉ ở xã Long Phú mà còn diễn ra ở các xã khác trong huyện Long Mỹ, thậm chí sang cả một số địa phương khác ở tỉnh Sóc Trăng. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Long Phú, huyện Long Mỹ, thì toàn xã ước có khoảng 0,6 hectare diện tích mãng cầu xiêm trồng tập trung và có khoảng 50% hộ dân trồng theo quy mô hộ gia đình, chưa thống kê được diện tích. Khi thấy lá mãng cầu xiêm được thương lái tìm đến mua với giá cao, bà con đã đổ xô rủ nhau hái lá bán. Có hộ còn đốn cả cây để việc thu hoạch lá được dễ dàng. Vào thời điểm này, đến các ấp trong xã, thấy nhiều nhà giữa lá mãng cầu khô, còn trước sân phơi đầy lá mãng cầu tươi. Không chỉ ở địa bàn xã Long Phú, giờ đây tình trạng mua bán lá mãng cầu xiêm đã xuất hiện ở các xã lân cận trong huyện như Thuận Hòa, Tân Phú, Vĩnh Thuận Đông, thậm chí lan sang một số xã ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Điều đáng nói là việc thu mua lá mãng cầu xiêm về để làm gì hay tiêu thụ ở đâu thì người dân, thậm chí là cánh thương lái cũng chỉ trả lời lấp lửng rằng thu mua về bán lại để làm thuốc chế biến trà. Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện Long Mỹ, qua kiểm tra bước đầu, việc thu mua lá mãng cầu xiêm thông qua nhiều trung gian như nhà vườn bán cho thương lái tại các ấp, sau đó giao cho các chủ dựa giao lại cho thương lái các nơi xa đến đặt mua, rồi chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, trong thời gian ngắn, địa phương chưa thể xác định chính xác đối tượng đứng ra tổ chức đường dây thu mua này và lá mãng cầu được chuyển đến đâu tiêu thụ. Hiện địa phương đang phối hợp cùng cơ quan công an, chính quyền các xã tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời tăng cường tuyên truyền để nông dân ý thức, cảnh giác, tránh việc hái lá mãng cầu xiêm tràn lan. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới với những nội dung chính sau đây. Tổng thống Tunisia sáng nay tuyên bố nước này không dung thứ cho khủng bố sau khi xảy ra vụ tấn công viện bảo tàng quốc gia Bardo ở thủ đô Tunis, khiến 20 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương. Hơn 100.000 người tham gia lễ kỷ niệm một năm ngày bán đảo Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất cực thấp gần bằng không. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp báo vào sáng nay, Tổng thống Tunisia Bezi Kais cam kết sẽ tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố ở nước này. Tuyên bố trên được đưa ra sau vụ một nhóm tay súng đã tấn công vào Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo ở thủ đô Tunis vào chiều tối qua, khiến 20 người thiệt mạng và 44 người khác bị thương. Tổng thống Bezi Kais cho rằng vụ tấn công vừa qua rõ ràng là một hành động khủng bố. Song chính phủ và người dân Tunisia sẽ không khiếp sợ mà sẽ chiến đấu để quét sạch các phần tử khủng bố tại nước này một cách không khoan nhượng. Ông đồng thời kêu gọi: chúng ta phải đứng vững trong cuộc chiến chống lại bọn phiến quân để loại bỏ chúng ra khỏi xã hội. Chúng ta nhất định chiến thắng. Vụ tấn công tại Viện Bảo tàng Bardo được cho là vụ khủng bố đẫm máu nhất tại Tunisia từ năm 2011 đến nay. Tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, có khoảng 100 du khách đang tham quan bảo tàng và phần lớn đã được sơ tán ngay sau đó. Trong số những người đã thiệt mạng, có 18 người nước ngoài, đến từ Nhật Bản, Italia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Australia, Pháp và Colombia. Sau khi kết thúc chiến dịch giải cứu các con tin tại viện bảo tàng và bắn hạ hai tay súng, lực lượng an ninh Tunisia đang ráo riết truy bắt các tay súng còn lại. An ninh tại thủ đô Tunis cũng đã được thắt chặt. Từ rạng sáng nay, người dân tại Tunis đã tiến hành thắp nến và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố trên. Sau vụ tấn công nhằm vào bảo tàng Bardo, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt lên án hành động bạo lực này, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ và người dân Tunisia trong cuộc chiến chống khủng bố. Từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc, người phát ngôn của Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết, Tổng thư ký Ban Ki-moon cực lực lên án vụ tấn công bảo tàng Bardo và rất lấy làm tiếc trước những mất mát về nhân mạng.
Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với người dân và chính phủ Tunisia. Tại Paris, Tổng thống François Hollande khẳng định nước Pháp sẽ kề vai sát cánh với nhân dân Tunisia sau vụ tấn công mà ông gọi là nhằm hủy hoại các giá trị cốt yếu của nhân loại do những kẻ hèn nhát cấp tâm thực hiện. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác như đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu, Tổng thống Ba Lan, Thủ tướng Italia, Ngoại trưởng các nước Đức, Tây Ban Nha cũng đã kịch liệt lên án hành vi bạo lực tại bảo tàng Bardo. Sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Ông cho biết chính phủ Nhật đang nỗ lực xác định thông tin về các công dân nước này bị thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công. Dù lý do tấn công là gì đi nữa, thì chúng tôi cũng tuyệt đối không thể nào tha thứ cho những hành động khủng bố như vậy. Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố. Phát biểu khi đang có chuyến thăm Tokyo, phu nhân Tổng thống Mỹ bà Michelle Obama cũng đã bày tỏ niềm tiếc thương các nạn nhân. Nhà Trắng trước đó nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ và hợp tác với Tunisia nhằm chống lại tình trạng bạo lực khủng bố. Đêm qua giờ Việt Nam, hơn 100.000 người đã tập trung gần quảng trường đỏ bên ngoài Điện Kremlin ở thủ đô Moscow, Nga để tham gia lễ kỷ niệm một năm ngày bán đảo Crimea sáp nhập Liên bang Nga. Sự kiện được đánh giá là một trong những bước ngoặt trong đời sống chính trị Đông Tây. Tham dự buổi lễ có Tổng thống Vladimir Putin. Với các biểu ngữ mang dòng chữ "Chúng ta bên nhau", "Crimea là của chúng ta", những người tham gia buổi lễ đã cùng nhau hát quốc ca và bày tỏ lòng yêu nước cũng như sự ủng hộ đối với Tổng thống Putin. Là một công dân Nga, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi vùng đất lịch sử Crimea được trở về với đất mẹ, về với nước Nga. Crimea là của chúng tôi. Chúng tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Chúng tôi cảm thấy rất vui. Ngoài ra, lý do tôi đến tham dự buổi lễ còn là để bày tỏ sự ủng hộ đối với nước Nga, với toàn thể người Nga và cả Tổng thống của chúng tôi. Xuất hiện tại buổi lễ, Tổng thống Putin đã ca ngợi sự kiện lịch sử Crimea trở về với nước Nga. Ông cũng khẳng định đất nước sẽ vượt qua tất cả những khó khăn, trong đó bao gồm việc đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Trong khi đó, đông đảo cư dân tại thành phố cảng Sevastopol ở Crimea cũng đã xuống đường kỷ niệm một năm bán đảo này sáp nhập vào Liên bang Nga. Quân đội từ các đơn vị đồn trú, sĩ quan hải quân và thành viên các đơn vị tự vệ địa phương đã tham gia lễ diễu binh đi qua trung tâm thành phố trong sự cổ vũ của người dân. Cách đây một năm, ngày 18 tháng 3 năm 2014, Tổng thống Vladimir Putin đã ký hiệp ước sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga sau sự kiện Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ. Quyết định của ông Putin đã vấp phải sự chỉ trích của các nước phương Tây. Nhiều nước đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, đẩy mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây xuống mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Chính phủ Mỹ vừa khẳng định Washington ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với Israel và Palestine, xem đây là cách duy nhất để mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi kết quả cuộc bầu cử Israel hôm 17 tháng 3 cho thấy chiến thắng thuộc về đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người từng tuyên bố sẽ không có nhà nước Palestine nếu ông tái đắc cử. Phát biểu trong một cuộc họp báo vào đêm qua giờ Việt Nam, phát ngôn viên Nhà Trắng George Earnest nhấn mạnh chính phủ Mỹ tiếp tục giữ quan điểm kéo dài trong suốt hơn 20 năm qua là chỉ có giải pháp hai nhà nước mới có thể giải quyết được cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Theo ông Earnest, Washington sẽ xem xét lại cách tiếp cận đối với tiến trình hòa bình Trung Đông sau tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ giải pháp hai nhà nước. Trước đó, cũng đêm qua, Liên Hợp Quốc đã hối thúc chính phủ mới ở Israel đàm phán về một nền hòa bình, trong đó cho phép tồn tại một nhà nước Palestine độc lập. Liên minh châu Âu EU cũng kêu gọi Israel nối lại tiến trình đàm phán hòa bình với Palestine. Trong một diễn biến khác, Liên minh Zion của Israel đêm qua đã bác bỏ khả năng thành lập chính phủ liên minh với đảng Likud của ông Netanyahu một ngày sau khi thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội Israel. Cùng ngày, ông Netanyahu cũng đã có cuộc thảo luận với lãnh đạo các đảng cánh hữu mà ông có ý định hợp tác để thành lập liên minh cầm quyền. Trong một nỗ lực nhằm lấy lại lòng tin của công chúng sau khi vụ bê bối tham nhũng tại tập đoàn dầu mỏ quốc gia Petrobras bị phanh phui hồi năm ngoái, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đêm qua đã công bố một gói các biện pháp chống tham nhũng mới. Gói các biện pháp mới vừa được Tổng thống Rousseff đưa ra bao gồm kết tội hình sự đối với các đối tượng sử dụng nguồn quỹ bất hợp pháp cho các chiến dịch tranh cử, tịch thu tài sản của các quan chức phạm tội tham nhũng và cấm những người có tiền án tiền sự làm việc tại các cơ quan công. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp với nạn tham nhũng. Chúng tôi có trách nhiệm
và cam kết sẽ giải quyết tình trạng được gọi là miễn hình phạt, vốn làm gia tăng nạn tham nhũng trong thời gian qua. Bà Rousseff công bố các biện pháp chống tham nhũng mới giữa lúc các cuộc biểu tình phản đối bà đang bùng phát mạnh tại Brazil liên quan đến vụ tham nhũng tại tập đoàn Petrobras. Đến nay đã có 49 chính trị gia bị điều tra trong vụ bê bối này. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng Datafolha công bố vào hôm qua, có đến 62% số người được khảo sát đánh giá chính phủ của bà Rousseff ở mức tệ, 13% đánh giá tốt và 24% ủng hộ. Sau đây mời quý khán giả theo dõi một số tin vắn đáng chú ý. Rạng sáng nay giờ Việt Nam, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ được đối tượng đã thực hiện vụ xả súng liên hoàn hồi tối qua ở thành phố Phoenix, bang Arizona. Vụ việc bắt đầu từ một cuộc cự cãi trong phòng một nhà nghỉ và đối tượng trên đã nổ súng khiến một người chết và hai phụ nữ bị thương. Kẻ xả súng sau đó đã chạy ra ngoài, bắn bị thương một người khác và cướp một chiếc xe hơi để tẩu thoát. Sau khi chạy được hơn 3 km, đối tượng này lại xông vào một nhà dân và tiếp tục bắn bị thương thêm hai người nữa. Cảnh sát cho rằng vụ xả súng trên có thể không liên quan đến hoạt động khủng bố. Đêm qua giờ Việt Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giữa hơn 50 xe tải cỡ lớn trên tuyến đường cao tốc gần thành phố Beverly, tỉnh bang Ontario của Canada. Vụ tai nạn đã dẫn tới tình trạng tắc nghẽn cục bộ trên tuyến đường này. Theo truyền thông địa phương, tai nạn xảy ra khi 40 chiếc xe kéo rơ móc và các xe tải khác tông vào nhau trên con đường bị tuyết phủ đầy. 4 người bị thương trong vụ tai nạn, song không đe dọa tới tính mạng. Rạng sáng nay, hội chợ triển lãm đồng hồ Baselworld 2015 tại Thụy Sĩ đã chính thức khai mạc và mở cửa cho khách tham quan. Hội chợ triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới này không chỉ là nơi trình làng nhiều mẫu đồng hồ mới, lạ hoặc sản xuất với số lượng có giới hạn đến từ nhiều thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ cũng như nhiều nước trên thế giới. Giới quan sát nhận định, điểm đáng chú ý của sự kiện năm nay còn là cuộc cạnh tranh giữa nhiều mẫu đồng hồ thông minh mới. Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, kết thúc vào đêm qua giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất cực thấp gần bằng không. Song ngân hàng này đã bắt đầu có dấu hiệu thay đổi quan điểm về việc nâng lãi suất trong thời gian tới. Theo biên bản cuộc họp, Fed đã loại bỏ từ kiên nhẫn khi đề cập đến khả năng tăng lãi suất. Theo các nhà kinh tế, động thái này cho thấy Fed có thể sẽ nâng lãi suất sớm hơn thời gian dự kiến là trước giữa năm nay. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed bà Janet Yellen cho biết, ngân hàng này sẽ phải chờ thị trường lao động Mỹ cải thiện hơn nữa, sau đó mới tiến hành nâng lãi suất. Ngay sau thông báo này, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã đồng loạt tăng điểm nhẹ, khi các nhà đầu tư cho rằng họ sẽ có thêm thời gian để hưởng lợi từ chính sách lãi suất thấp của Fed. Cũng tại cuộc họp trên, Fed cảnh báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong vài tháng qua đã có phần chững lại. Các số liệu kinh tế ảm đạm được công bố gần đây như doanh số bán lẻ giảm, chỉ số lòng tin tiêu dùng thấp có thể sẽ khiến Fed trì hoãn việc nâng lãi suất thêm một thời gian nữa. Trước đó hôm 17 tháng 3, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã lên tiếng cảnh báo các nền kinh tế mới nổi về khả năng Fed nâng lãi suất dẫn đến việc rút vốn ồ ạt và gây biến động mạnh trên thị trường. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.